Thì gì? Dạ con tên Nguyễn Thị Isabel Nguyễn Thị Yến Phương. Nói to lên Phương, Phương bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ 45 tuổi, con ở Ninh Thuận, con ở giáo xứ Sông Mỹ. Con được ơn, con bị ung thư buồng trứng đầu giai đoạn 3 mà con được ơn. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người bệnh ung thư buồng trứng mà được ơn chữa lành, cho nên chị đang xúc động khi mà nói lại cái câu chuyện mà chị được Chúa chữa lành. Con đã được Chúa chữa lành như thế nào với căn bệnh ung thư buồng trứng? Dạ con có nhắn tin cho cha và con xuống cha đập tay. Con vô thuốc 6 lần mà vô được 4 lần bác sĩ kêu con hết rồi cho con ra viện về. Rồi sao chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị nhắn tin rồi hôm nay chị quay trở lại để làm chứng cho Chúa vì đã được Chúa chữa lành? Dạ chị con có cái bướu nhỏ trên đầu á, chị con xuống đây đặt tay và giờ nó hết hồi nào không hay luôn nên con đi xuống đây. Hallelujah. Đây chị gửi tặng cho con, nhà con có rồi. Dạ. Rồi đây cho tặng cho con đây. Cha nhìn con đẹp đẹp xinh xinh giống Thánh Faustina, gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina, một người ung thư buồng trứng. Mà con có hóa trị xạ trị không? Dạ có, con vô 4 lần, vô 6 lần mà con vô 4 lần hết rồi con. Vâng, bác sĩ là dự trù là vô thuốc 6 lần, vô có 4 lần là chỉ khỏi, mà khuôn mặt vẫn xinh xắn, vẫn đẹp như vậy, không có gì là biến dạng với căn bệnh ung thư buồng trứng đang ở giữa chúng ta với Thánh nữ Faustina. Rồi, mời anh bạn lên đây. Con tên